cực tác em ơi. Chán không toàn gì cố gắng vừa rồi chạy nhiều thêm gì nữa lái con này nó như ô tô ấy nhỉ, dễ lái hơn ô tô. Anh học bằng ô tô chưa? Anh tháng 9 mới học em ơi. À? Tháng 9 này, ở tháng 7 này mới học em ơi. Nghe rõ cái mạch này không?